Thưa quý vị, có lẽ quý vị sẽ thắc mắc rằng nội dung chương trình tại sao ngay từ lúc bắt đầu không có người dẫn? Bởi vì chúng tôi muốn quý vị tập trung hết vào các tiết mục, nó sẽ thay cho lời của người dẫn chương trình để kể về hành trình của các bạn khuyết tật. Thưa quý vị, và giờ đây chúng tôi xin được giới thiệu về hội quán Đời Rất Đẹp. Kính thưa quý vị, và Minh Ngọc cũng xin được giới thiệu người MC, người dẫn chương trình gắn bó với Đời Rất Đẹp từ rất lâu. Xin quý vị hãy dành sự chào đón cho MC Ngọc Thanh. Ngọc Thanh xin kính chào quý vị. Rất vui được chào đón quý vị đến với đêm nhạc tối hôm nay với chủ đề Cho Đời Chúc Ơn. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị đón nữ ca sĩ vừa đoạt giải Á quân tình Bolero Hoàng Ca, và cô được cưng gọi nữ hoàng nhạc gia qua liên khúc Kim và 60 năm cuộc đời. Xin mời ca sĩ Yến Xuân.